rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, trong phần tư vấn cho khách hàng kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hình thức dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng, còn gọi là Bancassurance, cũng như một số dịch vụ Bancassurance phổ biến tại các ngân hàng trong nước. Bancassurance là dịch vụ gì tại các ngân hàng? Hay còn gọi là mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng thực ra không phải là một mô hình mới. Ở rất nhiều nước thì đây là một mô hình rất là phổ biến. Và hiện tại ở Việt Nam thì cũng đã có một số ngân hàng tham gia vào mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng, mặc dù còn ở giai đoạn sơ khởi. Thì về cơ bản, mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng là mô hình mà đưa sản phẩm bảo hiểm đến cho khách hàng thông qua hệ thống ngân hàng, chứ không thông qua đại lý bảo hiểm. Và các sản phẩm ở đây ấy, trong hầu hết các trường hợp vẫn được thiết kế bởi các công ty bảo hiểm. Và các sản phẩm cũng tương đối đa dạng ở cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Khác biệt giữa Bancassurance với bảo hiểm thông thường. Việc đưa cái sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng đến khách hàng giúp cho ngân hàng trở thành một nhà cung cấp giải pháp tài chính tổng thể để thỏa mãn toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân. Bởi vì trong thực tế, nhu cầu tài chính của một khách hàng cá nhân không chỉ nằm ở việc gửi tiền tiết kiệm hay là vay tiền. Rất nhiều trường hợp thì ngân hàng yêu cầu công ty bảo hiểm thiết kế riêng sản phẩm bảo hiểm để phù hợp với đặc tính của khách hàng của mình. Như vậy cái tính tương thích ở đây ấy, đối với nhóm khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng là tương đối cao. Bởi vì sao? Nhiều trường hợp trong mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng thì ngân hàng yêu cầu công ty bảo hiểm đưa ra những ưu tiên dành riêng cho ngân hàng đó, cho khách hàng của ngân hàng đó. Ví dụ ở góc độ quy trình dịch vụ, khi ngân hàng chọn đối tác để liên kết trong cái mô hình này thì cũng tiến hành những quá trình thẩm định rất là kỹ lưỡng. Một số loại sản phẩm bảo hiểm phân phối qua ngân hàng phổ biến tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối qua mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng thì khá là đa dạng. Nếu mà tôi có thể đề cập một số ví dụ ở đây, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm giáo dục. Ví dụ như đối với sản phẩm bảo hiểm giáo dục thì nó giúp cho phụ huynh chuẩn bị một cái quỹ giáo dục cho con em của mình. Và trong bất kỳ một cái tình huống bất trắc nào xảy ra thì người phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm là con em của họ đã có một cái quỹ để đảm bảo cho con em của họ bước được vào giảng đường đại học. Khác đó là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì đối với sản phẩm này khách hàng có thể được hỗ trợ phí nằm viện và có thể được thanh toán số tiền lớn hơn mà mức phí họ đóng bảo hiểm trong trường hợp mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, ví dụ như ung thư hay là bệnh về tim, vân vân. Ví dụ nữa trong về sản phẩm trong mô hình bảo hiểm liên kết ngân hàng, đó là dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Đối với sản phẩm này thì khách hàng vẫn bảo toàn được số vốn cộng thêm với lãi suất cạnh tranh trong một thời hạn nhất định, ví dụ như là 5 năm. Và trong thời hạn này nếu có bất trắc gì xảy ra thì khách hàng cũng nhận được cả số tiền bảo hiểm.
vị, thời gian qua thì Hy Lạp luôn được xem là quốc gia nằm trong tâm bão của cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu. Mặc dù đã nhận được các gói giải cứu hàng tỷ đô la từ cộng đồng quốc tế, tuy nhiên nước này vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc suy thoái. Gần đây nhất thì chính phủ Hy Lạp đã phải thông qua một gói khắc khổ mới để có thể nhận thêm vốn cứu trợ, đồng thời góp phần làm giảm nợ công tại nước này. Vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp đã bày tỏ sự lạc quan của mình về nền kinh tế trong thời gian tới, sau khi Quốc hội nước này đã chính thức thông qua một gói khắc khổ mới, mặc cho số lượng người phản đối dành cho kế hoạch mới này ngày một gia tăng. Việc thông qua gói khắc khổ lần này được nhận định sẽ là tiền đề cho Hy Lạp để có thể nhận thêm nguồn vốn giải cứu từ cộng đồng quốc tế. Chúng ta đang đối mặt với tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta sẽ vực dậy nền kinh tế thành công. Theo kế hoạch của gói khắc khổ mới thì sẽ có khoảng 15.000 cán bộ nhà nước bị sa thải đến năm 2014. Đồng thời, nhiều mức thuế bất động sản mới cũng sẽ được áp dụng. Bên cạnh đó là tăng giờ làm cho các giáo viên, thực hiện tư nhân hóa các tài sản quốc gia và đóng cửa một số các tổ chức nhà nước. Trong lần thực hiện kế hoạch khắc khổ này, hành động tư nhân hóa các công ty quốc gia sẽ làm cho những tài sản này bị giảm giá trị nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này lại góp phần làm giảm nợ công cho Hy Lạp và giúp nền kinh tế sớm phục hồi trở lại. Tôi thực sự tin rằng nền kinh tế sẽ sớm hồi phục trở lại. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Quốc hội. Kể từ năm 2010 đến nay, chính phủ Hy Lạp đã thực hiện 4 kế hoạch khắc khổ sau khi chính thức nhận sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong lần bỏ phiếu về gói khắc khổ mới nhất, mặc dù các đảng phái đối lập đã không đồng tình với chính sách này, tuy nhiên chính phủ vẫn nhận được số phiếu cần thiết để gói khắc khổ này được thông qua. Ngay sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua gói khắc khổ, các thành viên Eurozone cũng đã đồng ý cho nước này vay thêm 2,8 tỷ euro, tương đương 3,65 tỷ đô la. Bên cạnh đó, vào ngày 13 tháng 5 tới đây, các bộ trưởng tài chính Eurozone sẽ tổ chức một cuộc họp để đưa ra quyết định về gói giải cứu tiếp theo trị giá 6 tỷ euro dành cho Hy Lạp. Hiện tại, nước này đang rất cần vốn để chi trả lương cho nhân viên, lương hưu và khoản trái phiếu chính phủ đã bán cho Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tới kỳ đáo hạn vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Trong lần họp của Quốc hội Hy Lạp mới đây để thông qua gói khắc khổ, hàng trăm người lao động đã biểu tình phản đối và dương cao biểu ngữ: "Chính phủ đang hủy hoại cuộc sống của chúng tôi." Từ khi chương trình khắc khổ được triển khai vào năm 2010 đến nay, nhiều người lao động đã được trả lương và lợi ích đầy đủ. Tuy nhiên, quỹ lương hưu đã bị tiết giảm. Trong gói khắc khổ lần này thì tiền lương và quỹ hưu lại không bị cắt giảm. Mặc dù có rất nhiều ý kiến chống đối về kế hoạch khắc khổ, tuy nhiên không phải không có những quan điểm đồng tình về gói khắc khổ mới này. Có nhiều điều khiến cho mọi người bất bình lúc này, tuy nhiên chúng ta có thể làm gì bây giờ? Liệu có sự lựa chọn tốt hơn không? Chúng ta cần thêm vốn cho nền kinh tế, vì vậy thực hiện gói khắc khổ là điều cần thiết. Gói giải cứu 2,8 tỷ euro được Hy Lạp kỳ vọng sẽ giải ngân vào giữa tháng 5, đồng thời gói giải cứu này được nhận định sẽ giúp Hy Lạp thoát khỏi tình trạng phá sản trước mắt và tránh dẫn đến sự hỗn loạn cho toàn nền kinh tế Eurozone. Mặc dù vậy, việc thực hiện gói khắc khổ hoàn toàn có thể đẩy Hy Lạp vào một cuộc suy thoái mới. Tỷ lệ thất nghiệp hiện tại của Hy Lạp đã lên đến 27%. Bên cạnh đó, thu nhập tại đây cũng đã giảm đến 1/3 so với thời gian trước. Ngay khi được thông qua, kế hoạch khắc khổ của chính phủ Hy Lạp đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, quan trọng là nước này sẽ nhận được vốn giải cứu mới từ cộng đồng quốc tế. Điều này sẽ giúp Hy Lạp thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Đến đây thì phần 2 xin được khép lại và Phi Yến xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FBNC để quay trở lại với phần cuối cùng với hai nội dung đáng lưu ý sau đây. Ship bán vàng không phải là thượng sách. 630 chi nhánh của ngân hàng Lloyds mặc cả một năm vẫn chưa bán được.